Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Anh em đang theo dõi trên màn hình, đây là chiếc Airplus 125 đời 2025 anh em nhé. Đây là một cái phiên bản mới ha. Màu này thì mình thấy anh em đi nhiều quá. Thì chiếc này em trai cũng mới mua thôi, chưa có lên lốc chân và ba ga bất yên anh em nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ quay cho anh em xem cái công đoạn bắt cái ba ga cúp yên như thế nào. Đó, thì cũng có nhiều anh em hỏi mình là đời 2025 này bắt cái ba ga bắt yên này được hay không. Đây anh em mình xem nè. Đó, mình sẽ bắt cái màu đen tĩnh điện anh em nhé. Đây, ngoài ga thì còn màu titan và màu màu bạc nữa. Ba ga 10 ly rất là dày luôn. Còn cái này là cái bát nha. Anh em mua nguyên bộ thì nó sẽ có nguyên bộ như này luôn nha. Có ốc cho anh em mình luôn. Đây, ốc đầy đủ cho anh em mình. Bát nè, đây ba ga nè. Còn đây là cái thảm cao su. Cao su thì có gửi kèm cho anh em mình ốc luôn. Đó, cao su loại dày, mềm dẻo cho anh em mình lựa chọn nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở cái cấp xe lên nha. Mình mở cái cấp xe lên chứ mà hở cái đầu lên thôi là anh em sẽ rút cái cốt vào được anh em nha. Mình sẽ không nhất thiết phải bê nguyên cái này ra đâu. Đúng không đúng rồi. Anh thấy thật? Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Đây, logo màu vàng đồng nhìn rất là mướt anh em ha. Rồi, đây, chỗ này thì có nhiều anh em hay đổi lại cái màu đen nhám anh em. Tùy anh em thôi. Một số anh em đi cái màu đen thì lại thích đổi sang màu này. Một số anh em đi màu này á thì lại thích đổi sang màu đen. Nó tùy gu của anh em. Ngộ lắm. Cái nào ta có sẵn mình không chịu xài mà thích thay vậy đó. Rồi. Anh em mình xem trong đây là đây cái bình thì đời mới sau này thì để ở đây anh em nhé, chứ không để phía dưới mặt nạ nữa. Rồi. Mình mở cái cản xe ra ha, với mấy cái nắp nhựa trên này. Đặc biệt cái chiếc này thì nó sẽ có cái cổng sạc đó anh em. Đó, khi mà mình nhắc yên này lên mình để ý một xíu chỗ phần này đúng không? Chỗ có dắt này nè. Đó, đây. Chỗ nó có dắt cổng sạc nè. Rồi, ok. Đó. Mở hai ốc hai bên ra nữa. Rồi. Đây, cái logo nổi 3D anh em. Có nhiều anh em mà đi cái đời cũ á, hay hỏi mình là anh ơi có cái tem này hay không. Hiện tại là hãng chưa có cho hàng về anh em nha. Tại vì đây là cái dòng xe mới nên là những cái tem mới á, thì hãng ít cho về lắm. Ít nhất khoảng 3-4 tháng thì mà có hàng anh em nhé. Rồi, mức tiêu thụ nhiên liệu của cái chiếc đề mới thì nó là 2,14 lít anh em nha, trên 100 cây số. Chiếc này thì mới đi có 400 cây thôi. Ok anh em, màu sắc đẹp. Chiếc này hình như em trai chưa có dán keo đúng không? Dán keo chưa? Chưa dán keo. Cái này chưa dán keo anh em nha. Gần như là còn nguyên xin chưa có gì hết. Giống như từ một chiếc trong hãng dắt ra thôi. Còn một cái là mình đang thay nhớt nè. Anh em mình mới mua xe á thì anh em đi tầm khoảng 300 đến 500 thì anh em sẽ thay nhớt lần đầu với mình nha. Thì đây là cái nhớt mới gồ Honda của xe Tayga anh em nha. Cái này là cái hộp mới thôi. Còn cái nhớt bên trong thì mình nghĩ nó sẽ như cái dòng trước thôi nha. Chẳng qua là đổi mẫu mã này kia thôi chứ không có khác biệt gì nhiều so với đời trước đâu. Đó. Đây. Thay nhớt lần đầu là từ 300 đến 500 cây là anh em thay được rồi anh em ha. Anh em chạy tới khoảng 1.000 cây là anh em thay lần 2 giúp mình. Rồi. Tung lại màu này đẹp. Màu này mấy cái đời trước 2020-21 trên 150 anh em. Có, nhưng mà 125 lại không có. Tới cái đời 2025 là mới ra. Đây, mình đang mở cái rút cái cốt ra đúng không? Đó, rút cái cốt ra. Mình chỉ cần nhắc cái đầu yên đầu cốp xe lên là được rồi anh em nhé. Không cần phải bê cái yên ra đâu. Rồi đây, đây cái bát đúng không? Đó, bát màu đen.
anh em mua tĩnh điện thì là bát đen, còn anh em mình mua inox thì là bát bạc, hoặc là titan thì là bát titan đó. Bây giờ mình đưa vào mình để cái chốt vào lại anh em ha. Rồi ok, tuyệt vời luôn. Chung là lắp cái ba ga này thì nó hơi mất thời gian một xíu anh em nha, nên là anh em mình không có quen tay á thì đem vào cho mấy thợ quen tay lắp cho nó lẹ. Anh em chỉ tốn khoảng 30 ngàn, 50 ngàn thành công thôi mà lắp cho nó nhanh gọn. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cái kim lại, giữ cái chốt lại không bị tuột ra anh em đó. Rồi tuyệt vời đó, quan trọng là anh em bắt được cái bát vào rồi là coi như là 90% là đã xong rồi đó, đã xong được cái ba ga bắt yên rồi đó anh em. Bây giờ việc còn lại là mình sẽ gắn cái cốp xe vào lại thôi. Đó. Mất thời gian là mất thời gian cái công đoạn mà mình mở mấy cái này ra nè anh em, và mình gáp lại. Còn khi mà mình bắt cái bát vào rồi thì nó rất là nhanh. Bây giờ thì mình chỉ việc mình bắt vào thôi. Đó. Mình đang đưa cái cốp vào lại. Cái đời này thì cái bình thì để ở phía dưới yên xe anh em, còn mấy cái đời 20, 21 đồ á thì Honda họ lại để trên chỗ nắp này. Đó. Rồi 125 thì cái mão ngắn như thế này anh em nha, cái mão nó thấp. 160 thì nó cao lên. Anh em nào muốn cao thì anh em mua cái mão của 160 mình gắn qua. Gắn cái mão của 160 thì nó nhìn nó cứng cáp xe anh em hơn. Rồi. Vô chưa? Nhưng nó còn cắn cắn gì đúng không? Tuyệt vời luôn, ngon lành. Đấy. Rồi bây giờ anh em chỉ việc là bắt ốc vào lại thôi, đúng rồi đại ca. Đúng rồi. Đấy. Đây một con, hai con này là đứa 10 đúng không? Này biếu 10 đứa 10 luôn. Vì mình sẽ dùng là một cây đứa 10 đúng không? Đứa 10 với 12. 12 để mở cái phía sau đúng không? Với mấy cái vít ba ke là ok hả? Vậy là ba cần ba cái. Ba cái. Vậy là điếu 10, điếu 12 và cái vít ba ke. Là anh em sẽ gì vuốt mông cái gì? Vuốt lát mông nó sơn sao? Nhìn màu đẹp ghê nè. Hôm bữa có ông khách kia đi cái màu này nè, đem đi dán keo á, không biết nó lào cái nhớt thơm sao á mà nó bay màu sơn luôn. Xong cái quảng quá không dám dán luôn. Không dám dán luôn, cái màu y chì màu này luôn nè. Không biết anh em khác có gặp tình trạng này không nha. Cái màu này nè anh em đợi 25 luôn nha. Đó, bữa có khách đem đi dán keo á, xong cái lao thân thơm á, vệ sinh trước khi dán á, vô tình là lao sao mà nó bị bạc luôn, bạc trắng luôn anh em. Sau đó khách thấy quảng quá rồi không dám dán luôn. Sau đó hỏi mình là anh ơi, bây giờ nó bị như vậy rồi sơn lại làm sao hay là thay là sao? Trời ơi, bây giờ mấy cái màu này ở ngoài sơn không bao giờ mà được giống nữa. Rồi mình bắt cái cản xe vào lại thôi. Ok anh em. Nhanh gọn ha. Có máy bắn bật xong. Xong là không lần thứ nhất. Xong không lần thứ nhất rồi đó. Gáp lại coi như là xong. Rồi ok anh em. À đây là đây cái cao su chống bùng zin nó màu đen đó anh em. Anh em nào muốn đẹp hơn thì anh em thay cái chống bùng kiểu á. Anh em nào đi chơi kiển á thì anh em thay nhìn cho nó đẹp hơn. Zin thì nó chỉ chơi như vậy thôi. Đối với anh em nào mà thích đi zin thì mình để như vậy chơi cũng được. Còn anh em nào thích đi kiển thì mình chơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở con ốc ở chỗ cái phần
đầu xe ra nè, bờ cổ. Ừ, cái bờ cổ nè, nó bịch ốc đó. Đây còn đây là cái bịch ốc đầy đủ cho anh em mình, bao gồm là 3 con, 1 con dài, 2 con ngắn. Rồi bây giờ mình sẽ đưa vào. Có cái gì chị em đang rồi sẽ chạy khó khăn không cần được làm kỹ thuật sao chạy được. Ôi sao đồng chí. Rồi bây giờ mình sẽ xiết lại chỗ ốc bờ cổ này anh em nha, nhà nhà không có chạy nha. Làm kỹ thuật là không sao chạy đúng không? Đấy, xiết lại. Xiết nâng lại. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt hai ốc chỗ cái bát. Đây. Anh em bắt hai ốc chỗ cái bát để em qua đây quay cho anh xem. Đúng rồi anh. Anh đẹp trai. Đó. Anh em bắt chỗ hai cái bát này xiết vào lại thôi. À có một cái nữa là nếu mà anh em mình thích ốc nó đẹp hơn thì mình thay ốc Salaya thôi, còn không thì anh em bắt ốc kèm theo mình gửi cũng được, đi chung nguyên bộ nó có ốc sẵn cho anh em mình. Nhu cầu anh em mình thích đi kiển, anh em muốn ốc đẹp thì mình thay, còn không thì mình đi ốc này cũng được. Rồi gớt luôn à, bên kia kìa đại ca. Rồi xong rồi anh em, gắn xong mình test thử cho anh em xem coi là bật cái nắp đổ xăng lên nó có bị sập xuống không nha, độ cứng cáp như thế nào. Rồi ok anh em, ba ga nè, 10 ly, tuyệt vời. Cứng cáp, màu đen nhìn nó tiệp chiếc xe hơn. Đây, nhìn nó đẹp hơn. Cũng đẹp. Sang lắp màu kia cũng đẹp. Màu xi nóc đúng không? Màu kia thì đi chiếc đó nhìn cũng hợp á, tại màu kia nó sáng á. Rồi, mình sẽ chìm con lông lần phía dưới và mình xiết lại. Cái khóa 10 này. Khóa 10. Ok, khóa 10. Rồi, giờ mình giữ ở phía dưới lại, giữ cái tán phía dưới lại mình siết ở trên. Tiếp ơi. Rồi, siết một con bên này nữa. Rồi, ok anh em. Siết chặt con ở trên. Đó. Rồi, cái đường bờ mình cầm nè. Rồi mình mở xăng thôi. Mở này mà đừng thắt mạnh như này nè, nó chỉ đúng không? Đúng mình rồi. Đặt tay nè, mình đặt tay vô đi. Đó, thấy không? Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Mở vừa thôi. Xong. Mở xong xăng đổ anh chạy. Đập xong. Ok, ngon lành. Đúng rồi. Quan trọng là nó không rớt xuống. Được chưa? Mở vừa thôi, đừng có đụng cái này quá. Ha. Đỡ tay lại. Đỡ tay lại. Mở lâu ngày nó đụng cái này nè, nó sẽ bị chày chỗ này. Ok chưa? Rồi, như thế đã xong cái ba ga. Bây giờ thì mình sẽ tới cái lóc chân. Lóc chân thì mình sẽ mở hai ốc. Hai cái nha. Cái đứa 10 anh em. Được đứa 10 là sẽ mở được. Rồi. Rồi mình quét cái lỗ nha. Thì chỗ cái đó thì nó đúc bít luôn á. Anh em chỉ cần thoát nhẹ lại ra rồi. À, đối với cái thảm cao su á thì anh em chỉ bắt ốc vừa thôi, đừng có siết chặt quá. Giữ cho nó giữ lại cái cao su là được rồi. Rồi. Như lập trung lên nha bà con. Rồi. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ xếp lại thôi. Xếp vừa thôi được rồi, đừng có chặt quá. Xếp xong rồi thì anh em sẽ đóng nút cao su lại. Rồi ok anh em mình nha. Ngược lên, ngược. Đắp búp lại, búp lại. Sao mà đưa cái mỏng. Sao làm sao ai biết được ốc tuần nào ta mở. Đó, thấy chưa? Tuyệt vời liền. Rồi xong bên phải anh em nha, bây giờ mình qua bên trái nữa. Bên trái thì lắp nó cũng giống như bên này thôi. Ủa.
cây anh em mình. Anh lấy cái ốc anh nhấn mạnh xuống nó cũng gắt nữa. Thôi cần gắt. Cái dần lấy ốc nhấn mạnh xuống là gắt nè. Rồi. Vừa y chưa? Tuyệt vời, cắt ốc vào nó thôi. Rồi, như thế là đã xong nha anh em nha, hai món cơ bản. Nói chung anh em mình mới mua xe về thì hai món này là hai món thiết yếu nhất luôn. Cần phải gắn. Cần phải gắn. Với miếng dán bảo vệ một đồng hồ nữa. Rồi, còn cái nào? Còn cái mất rồi. Cái nãy nó đâu lọt trong cái thùng đó. Đâu? Dạ. Thấy chưa, toàn dấu không à. Đi chôn mà chôn cũng được thôi. Rồi, ok anh em. Xong nha, tuyệt vời. Bác sĩ là chết rồi, thấy không? Bỏ kéo mà rồi, ok nè anh em. Đó, để khoan, để mình mở cho anh em xem nè. À, có nhiều anh em hỏi mình bây giờ mở yên xe lên nó có bị sụp xuống không? Đó. Ok. Ok, nó không... nó không có bị cắn anh em nha. Có một số chỗ lắp không chuẩn á, thì bật yên lên á, anh em phải giữ, để không nó sụp xuống. Còn này mình gắn đúng thì mình sẽ không cần giữ yên lại. Ok chưa? Nè, đó, ok, ngon lành. Rồi, anh em mình quan tâm những cái phụ kiện của xe B thì anh em click vào phần mô tả. Sẽ có đường link shipper cho anh em mình tham khảo nha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em.